Rồi bây giờ khuôn trái sầu riêng mini đây. Ri 6 mini trái 1,5 kg. Đây, trái 1,5 kg. Ba hộp muối, bây giờ là một muối cuối cùng, 4 hộp muối. Nhỏ mà có vỏ ghê chưa. Để xem cái muối này có nha. Wow. Nhà xíu xíu luôn mà vẫn có luôn cả nhà. Đây. Đó. Trái 1,5 kg. Sầu mini sau khi khui ra được một hộp như vậy.